Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với mục soi kèo bóng đá hôm nay. Soi kèo Scotland với Ukraine 1 giờ 45 phút ngày 2 tháng 6 năm 2022 vòng play off World Cup 2022 khu vực châu Âu. Scotland thi đấu khá cố gắng tại vòng loại World Cup năm nay và rơi vào một bảng đấu không quá khó. Scotland đã kịp có vị trí thứ 2 của bảng F để có vé dự vòng playoff tranh vé vớt. Sau 10 vòng đấu, Scotland thắng 7, hòa 2 và thua 1 để có được 23 điểm. Ukraine cũng đã có một vòng loại World Cup 2022 không quá tệ. Sau 8 vòng đấu, Ukraine thắng 2, hòa 6 và họ không thua trận nào. Có được 12 điểm, Ukraine có vị trí thứ 2 của bảng D chỉ sau gã khổng lồ Pháp để có vé dự vòng playoff tranh vé vớt dự World Cup. Scotland là đội phòng ngự ổn nhưng họ tấn công rất đơn điệu và họ sẽ chỉ là lựa chọn ổn khi ở thế cửa dưới. Mỗi khi ở thế cửa trên, Scotland sẽ là lựa chọn rủi ro khi mà họ tấn công thiếu hiệu quả. Ở cả hai trận giao hữu gần nhất của mình vào tháng 3 vừa qua, Scotland cũng chỉ toàn hòa. Ukraine lúc này là tập thể không hề xoàng, khi họ sở hữu không ít những cái tên đang thi đấu ở những giải lớn của châu Âu. Ở vòng loại năm nay, Ukraine cũng vẫn đang bất bại và họ là cái tên không dễ bị khuất phục. Phong độ của Ukraine cũng đang là khá tốt và đây sẽ là trận đấu mà họ sẽ không lép vế trước Scotland. Với kèo châu Á Scotland chấp 0.25, anh em nên cân nhắc kèo dưới. Chốt kèo châu Á, Ukraine được chấp 0.25 full time. Tỷ lệ cược của Scotland và Ukraine ở kèo đấu này khá cân bằng. Lối chơi tấn công của Scotland đang là không quá hiệu quả và trước một Ukraine cũng có trình độ tốt, họ sẽ rất khó để có được một chiến thắng. Ukraine hòa rất nhiều ở chiến dịch vòng loại này và khả năng cao họ sẽ lại cầm hòa Scotland trong 90 phút thi đấu chính thức. Tuy nhiên, với chất lượng đội hình vượt trội, khả năng cao Ukraine sẽ chơi toan tính và bung sức ở một số thời điểm cần thiết. Ở kèo châu Âu, anh em nên cân nhắc đội khách. Chốt kèo châu Âu, Ukraine thắng. Đây là trận đấu của hai đội bóng đều thi đấu phòng ngự khá chắc chắn nhưng tấn công không quá ấn tượng. Ở trận đấu quyết định tấm vé dự World Cup, hai đội sẽ thi đấu chặt chẽ. Với kèo tài xỉu 2.0 và nếu đội khách có bàn thắng dẫn trước thì cửa tài khá sáng. Chốt kèo tài xỉu 2.0, chọn tài full time. Chốt kèo, kèo châu Á, Ukraine được chấp 0.25 full time. Kèo châu Âu, Ukraine thắng. Kèo tài xỉu 2.0, trái chọn tài full trận. Dự đoán tỷ số Scotland 1 Ukraine 2. Chúc các anh em may mắn. Like và subscribe để ủng hộ kênh cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé.